với cái giao diện mang tính chất thì chúng ta sẽ nhìn trên cái phần công cụ và sẽ có thêm gì ạ? Phần browser tool, browser tool và cái công cụ là slip đúng không? Tool, hai cái công cụ để làm gì? Browser tool thì đơn giản rồi, trong các cái sản phẩm Adobe lịch sử của Adobe hoặc là của Premiere đúng không? Luôn luôn có cái công cụ này. Công cụ này mục đích là gì ạ? Cắt các cái đoạn âm thanh, đoạn hình ảnh đúng không? Thì chúng ta sẽ hiểu rằng là cái việc cắt các cái đoạn này đó là như thế nào. Về cơ bản thì gì ạ? Với Razor Tool thì một cái file âm thanh hay là hình ảnh nó như thế này. Khi chúng ta cắt tại một file điểm thì về bản chất của nó chỉ là việc đánh dấu đúng không? Đánh dấu điểm bắt đầu và điểm kết thúc của cái đoạn đấy thôi. Đấy. Và cái đoạn này chính là cái đoạn mà chúng ta đang nhìn thấy đúng không? Ở đây thì nó không có chuyện là cắt hoàn toàn cái file dữ liệu đấy, mà nó chỉ là đánh dấu. Do vậy là gì ạ? Hoàn toàn chúng ta có thể gì ạ? Mở rộng nó ra được đấy, bằng cách là chúng ta gì ạ? Di chuột vào cái đầu cái cuối là chúng ta sẽ kéo ra đúng không? Và chúng ta sẽ thấy nó sẽ gì ạ? Nhìn thấy được cái dữ liệu file gốc của chúng ta. Và khi chúng ta kéo hết thì sao? Kéo hết ra đến đầu file, kéo hết ra đến cuối file thì sao? Thì nó sẽ là hoàn toàn là cái file gì ạ? Chưa bị cắt đúng không? Thế về chúng ta muốn kéo nữa có được không ạ? Kéo cái file gốc này ra nữa có được không? Có khi nào? Và không có thì khi nào? Đây thì về nguyên tắc là gì ạ? File đồ dài như thế nào thì chúng ta chỉ gì ạ? Chỉ kéo dài được đúng đến đấy thôi, không thể kéo dài hơn. Muốn kéo dài hơn thì chúng ta có hai cách. Một là gì ạ? Thay đổi nhịp hoặc là cái timer. Thế chúng ta sẽ kéo giãn cái gì ạ? Cái file thanh này theo cái chục thời gian bằng cách là làm méo nó đi, giống như trong cái phần hình ảnh hay tư hình trên giấy ấy. Chúng ta muốn kéo dài ra thì chúng ta gì ạ? Chia nó ra giống như kiểu 12 hình trên giấy ấy. Thì đơn giản là gì ạ? Cái độ dài nó sẽ dài ra. Nhưng mà bây giờ muốn giữ nguyên, kéo giãn file giữ nguyên thì chúng ta làm như nào? Thì có một cách là chúng ta dùng tính năng gì ạ? Loop. Loop của file. Khi mà chúng ta chọn thuộc tính loop của một file thì chúng ta hoàn toàn có thể kéo ra ra gì ạ? Ngoài cái kích thước của file như lúc đấy thì nó sẽ diễn tự động lặp lại cho chúng ta đúng không ạ? Bắt đầu từ cái phần kéo giãn ra thì nó lại bắt đầu cái phần đầu này, phần nối vào đây. Thế thì một cách nhanh nhất để copy, cái dữ liệu trong cái mắt tính trách là chúng ta dùng tính năng loop và chúng ta có thể kéo dài ra bao nhiêu lần được. Ví dụ cái file n5 lần trước tôi yêu cầu các bạn kéo dài 5 lần đúng không? Copy phải 4 lần cộng với file gốc được 5 đúng không? Thì bây giờ chúng ta không cần copy mà chúng ta gì ạ? Đặt cái thuộc tính loop và chúng ta kéo dài ra, thế là nó sẽ tự lặp lại đúng không? Thì đấy là cái tính năng cắt và gì ạ? Kéo giãn đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ thao tác trực tiếp một chút đúng không? Chúng ta có tai nghe chưa?